Hello, xin chào tất cả các bạn, đó là mình Black Robot đây. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về setup Typhoon Terrain. Có vẻ như là mạng hơi lag nên vào quán hơi muộn. Rồi, mình đã vào quán rồi, bây giờ thì khá là lag nữa. Ui, có một sale đang tiến tới chỗ mình. Và bên này thì đang đánh nhau khá ác liệt. Không được nữa. Bệnh tiền luôn. Rồi có bạn Angler đang dí mình dí đến chỗ mình nên là mình phải chạy thôi. Phía sau mình lại còn một bạch xe rồi chứ. Ôi dồi ôi, chạy thôi, kẹp dữ rồi. Các bạn thông cảm cho mình nếu mình nói không rõ, nhưng mình đang bị cảm khá là lâu rồi. Tuyệt vời, còn xe vẫn tích cực dí mình, nhưng mình không hiểu tại sao bạn ấy là vẫn chậm như vậy. Dù vũ khí thôi, chưa bị nét. Tuyệt vời, kill luôn. Tuyệt vời, bắt quá. Tuyệt vời, bây giờ làm rõ đoạn nơi nè. Ôi, xe đại lắm. Lát quá trời ơi. Và đã làm gói bằng Angler rồi. Tiếp theo thì bên này giống như là được bằng UV và vẫn chỉ máy mình khá là lát. Được rồi, mình sẽ thích được cấp tông mẹ để lấy thêm một chút máu và hồi lại còn máu xám nữa. Bạn UV này thì bạn ấy mất sâu cái ống nên mình không bắn được. Và bên này hình như là bạn boss. Và bạn mình vừa bắn gần hết phim thì bạn ấy bật PC. Lúc đây khá là thông minh. Và bây giờ bạn ấy ném quét để kiếm một nên mình đã né được. Và đến này thì mình nhớ hình như là mình nhận ra được quán này có hacker. Các bạn thấy đấy, khi mình vào 100m nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Mình còn tưởng bạn ấy đang hạ văn cơ, nhưng mà không, bạn ấy đang test hack. Và khi mình bước vào 100m là bạn sale bạn xả bom nguyên tử rất nhiều. Như các bạn thấy á. Đấy, các bạn thấy chưa? Mình không thể lại gần được, nếu mình lại gần mình sẽ chết. Nhưng mình vẫn kêu được bạn ấy vì bạn ấy đang test hack với bạn chướng. Bạn ấy không phải là đã lập trình xong cái phần mềm của mình nên là bạn ấy vẫn đang test. Khả năng cao là bạn ấy vẫn còn đang test cái file mod của mình trong khi mình đang coi cái video này. Và tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục săn lùng bạn cơ đấy. Được, lát nữa các bạn sẽ thấy được điều rất vi diệu. Được rồi, đây hình như là bạn Scorpion chúng ta, hình như là bạn Scorpion rồi, như một phần hai viên đã đi rồi. Đây, bạn ấy đang dùng con Nether và nó lướt liên tục, các bạn thấy không? Tuy Nether có thể lướt nó liên tục nhưng mà lướt này là lướt vô tận, các bạn sẽ thấy rõ. Bạn ấy lướt 10 vòng trong gần như chỉ 30 giây, không có thời gian hồi. Và bạn ấy khá là manh động đến với những đối thủ khác, nhưng mình thì bạn ấy không thể đỡ động. À, tiếp tục là bạn Falcon bị mình ăn, còn bạn Hoppy này thì mình chờ bạn ấy hết, nhưng mà bạn ấy lại di chuyển ra điện tử, nhưng mà mình vẫn còn thử nữa thôi. Và tiếp theo mình mới ấy dùng con bột cạp và để tấn công con bạn boss này, nhưng mà lại bị bạn boss tiêu diệt. Tiếp theo đây mình sẽ tiến tới và không áp bằng boss này kêu luôn rồi. Và bây giờ như mình chọn Angler nữa. Angler này hình như là chưa nâng cấp cũng nhiều lắm thì mình mới bắn một tí khi bạn đã vỡ rồi. Ôi dồi ôi, chín mùa rồi. Mùa nữa có khả năng
đục bể khiên của bạn ấy khi mình đang dính bụi. Và hình như là bạn hacker đã vào pha vi diệu của mình. Nói với các bạn nghe phía trước các bạn sẽ bị thấy đây, một thứ rất là vi diệu. Đấy, các bạn thấy chưa, một con lu nhưng mà nó nhảy liên tục. Các bạn xem này, đúng rồi, đã tới, đã tới. Và bây giờ thì mình lại dính những cái này á cho mình rất chưa rồi. Úi dồi ôi, cái này nó dễ chưa? Úi dồi ôi. Nhưng mà bạn này như chỉ chưa nâng cỡ, chưa nâng cấp full titan này. Và tiếp tục vuông. Được rồi, bây giờ mình sẽ tiến tới và làm gói bạn Arthur này. Và có lẽ phần nói chuyện của mình sẽ dừng lại ở đây vì bạn hacker kia hình như đã hết boss rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye. Up in your head, watch it fill you full of dread till you go. My life, not afraid to die. Time to make you cry. Time to put a price all up on your head. Do just what I said. I'm a straight up villain, straight up villain. Yeah, no feeling, yeah, no feeling. Straight up villain, straight up villain. Yeah, no feeling, yeah, no feeling. I'm alive, but I'm dead. You know what's up in your head. Watch it fill you full of dread till you go. Go stupid, go dumb, go stupid, and then we gon' say
afraid to die. Time to make you cry. Time to put a price.